Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9 sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình, tạc thành bảy cây trụ của người, giết các con thú mình, pha rượu nho mình và dọn bàn tiệc mình rồi. Người đã sai các tớ gái mình đi, ở trên các nơi cao của thành, người la rằng: "Ai ngu dốt hãy rước vào đây." Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng: "Hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha lộn." khá bỏ sự ngây dại đi thì sẽ được sống hãy đi theo con đường thông sáng ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục ai quở kẻ hung ác bị điếm ố chớ trách kẻ nhạo báng e nó ghét con hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con hãy khuyên giáo người khôn ngoan thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn khá dạy dỗ người công bình thì người sẽ thêm tri thức nữa. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết đấng thánh, đó là sự thông sáng. Vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng. Nếu con khôn ngoan, thì có ích cho chính mình con. Nếu con nhạo bán, tất một mình con phải gánh lấy đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, trên một cái ghế tại nơi cao của thành, đặng kêu gọi những kẻ đi đường, tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng, ai ngu dốt, hãy rút vào đây. Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng, nước ăn cắp, lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay. Nhưng người chẳng biết rằng, kẻ chết ở đó và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Chương 15 Tôi thấy một điểm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của đức chúa trời chúng hát bài ca môi xe là tôi tới đức chúa trời và bài ca chiên con mà rằng hỡi chúa là đức chúa trời toàn năng công việc chúa lớn lao và lạ lùng thay hỡi vua của muôn đời đường lối ngài là công bình và chân thật lạy chúa ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh ngài vì một mình ngài là thánh mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó, tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đứng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Chương 10 này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Shedekia, Seraya, Asaria, Jeremy, fasur Amaria, Mankia, Hattuk, Shebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginethon, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bingai, Shemaya. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Levi là Yeshua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các mi và các anh em của họ, Shebania, Hodia, Kelita, Belaya, Hanan, Miche, Rehob, Hashabia, Sakua, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharos, mô Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adonia, Biết Vai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hashum, Besai, Harib, Anatok, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshe Saben, Sadok, Yadua, Felatia, Hanan, Anaya, Oshe, Hanania, Hashub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Levi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy môi xe, tôi tớ ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng, nếu trong ngày sa bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Và qua năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy lệ, buộc chúng tôi mỗi năm dân một phần ba siết lơ, dùng về công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân, về của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng một và trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác, bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình, mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chết trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi, và con đầu lòng của súc vật chúng tôi hoặc chiên hay bò đến đền thờ đức chúa trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của đức chúa trời chúng tôi chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi về của lễ dơ lên bông trái của các thứ cây rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền đức chúa trời chúng tôi còn một phần mười huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi. Vì người Lê Vi thâu lấy một phần mười trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy Tế Lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế một phần mười. Rồi họ sẽ đem một phần mười của trong thuế một phần mười ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Chương 11. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh và chín người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Và đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem. Nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel những thầy tế lễ, người Lê người Nethinim và con cháu của các tôi tớ Salomon. Có mấy người Juda và người Benjamin ở tại Jerusalem. Về người Juda có Athaya, con trai của Usia, cháu của Sachari, chắc của Amaria, chít của Shephatia. Shephatia là con trai của Mahalalen thuộc về dòng dõi Pheret. Lại có Maaseya, con trai của Baruch, cháu của Côn Hô chắc của Hasaya, chít của Adaya. Adaya là con trai của Yoyarib, cháu của Sachari về dòng dõi Shiloni. Các con cháu của Ferit ở tại Jerusalem là 468 người mạnh dạng. Về người Benjamin có Salu, con trai của Mesulam, cháu của Yoed, chắc của Fedaya, chít của Kolaya. Kolaya là con trai của Maaseya, cháu của Etn, chắc của Esai. Và sau người có Gabai và Salai cùng 928 người. Joen, con trai của Siri làm quan trưởng của chúng. Còn Yuda, con trai của Hasenua làm phó quản thành. Trong những thầy tế lễ có Jedaya con trai của Yoyarib, Yakin và Seraya, con trai của Hinh-kia, cháu của Mesulam, chắc của Sa-đốc, chít của Merayot. Merayot là con trai của Ahitub, là quản lý đền của Đức Chúa Trời, cùng các anh em họ làm công việc của đền là 822 người. Lại có Adaya, con trai của Jeroham, cháu của Phelalia, chắc của Amshi, chít của Sachari. Sachari là con trai của Phasura, cháu của Mankiya, cùng các anh em họ đều là trưởng tộc, số là 242 người. Cũng có Amashai, con trai của Asaren, cháu của Aksai, chắc của Meshilemot, chít của Ime và các anh em họ đều là người mạnh dạng và can đảm, số được 128 người. Sabdien, con trai của Gedolim làm quan trưởng của chúng. Trong người Lê Vi có Shemaya, con trai của Hasub, cháu của Ariham, chắc của Hasabia, chít của Bunni. Trong các trưởng tộc người Lê Vi có Sabethai và Yosabat, được cắt coi sóc công việc ngoài của đền Đức Chúa Trời. Còn Mattania con trai của mi cháu của sáp đi chắc của a sáp làm đầu về việc hát lời khen ngợi trong lúc cầu nguyện cùng bác bu kia là người thứ nhì trong anh em mình và áp con trai của sa mua cháu của gala chắc của jeduthun hết thảy người lê vi ở trong thành thánh được hai trăm tám mươi bốn người những kẻ canh giữ cửa là a cúp tanh môn và các anh em họ được 172 người. Các người Israel khác, những thầy tế lễ và người Lê đều ở trong các thành của xứ Juda, mỗi người trong cơ nghiệp mình. Người Nethinim đều ở tại Ophen, Siha và Gitba làm quan trưởng của người Nethinim. Uzi, con trai của Bani, cháu của Hasabia, chắc của Mattania, chít của Miche, về dòng dõi Asaph là kẻ ca hát được đặt cai trị người Lê Vi tại Jerusalem lo làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Vì có lệnh vua truyền về việc của chúng và có một phần lương định cấp cho những kẻ ca hát ngày nào cần dùng theo ngày nấy. Phe-tha-hia, con trai của Mechessaben về dòng Sera là con của Judah giúp vua cai trị mọi việc dân còn về các hương thôn và đồng ruộng của nó, có mấy người Yuda ở tại Kiriath-Araba và trong các làng nó tại Dibon và các làng nó tại jecap Seen và các làng nó, tại Yeshua, Molada, Bethlehem, Heatsa-Suan, Becheba và trong các làng nó, tại Siết-Lạc, Mekona và trong các làng nó, tại Enrimon, Sora, và tại Sanoa, Adulam và các làng nó, tại trong Laki và các đồng ruộng nó, trong Aseka và các làng nó. Vậy, chúng ở từ B-E-C-3 -e cho đến chủng Hinnom. Người Benjamin cũng ở từ Geba cho đến Mitma, Aya, Beten và các làng nó, và ở tại Anatot, Nop, Anania, Hatsor, Rama, Githaim, Hadith, Sheboim, Nebalat, Loder và Ono, tức là trũng của các thở. Từ trong các người Lê có mấy bang ở Juda hiệp với Benjamin. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dễ con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh kiện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều